Hi, xin chào quý cô chú và quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Quy nhé. Trong video ngày hôm nay, Quy sẽ cập nhật đến quý cô chú và quý anh chị về giá bán và khuyến mãi mới nhất của Hyundai Elantra 4 phiên bản đang phân phối tại thị trường Việt Nam nhé. Bao gồm Hyundai Elantra 1.6 số sàn, Hyundai Elantra 1.6 số tự động, Hyundai Elantra 2.0 số tự động và phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất đó là Elantra Sport 1.6 Turbo nha quý cô chú anh chị. Thì trong cái tháng 11 này, Hyundai Elantra nó sẽ có những cái khuyến mãi gì và giá giảm tiền mặt như thế nào? Trong video ngày hôm nay, Quy sẽ gửi đến quý cô chú anh chị cùng tham khảo nha. Đặc biệt Quy làm cái báo giá này là trong trường hợp giảm 50% lệ phí trước bạ được áp dụng nha quý cô chú anh chị. Rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào video ngày hôm nay nha. Bước vào phần đầu của video ngày hôm nay, Quy sẽ gửi đến quý cô chú và quý anh chị về giá bán và khuyến mãi của Hyundai Elantra 2 phiên bản, đó là Elantra 1.6 số sàn và Elantra 1.6 số tự động nhé. Đầu tiên đó là Elantra 1.6 số sàn năm sản xuất 2021, thì giá niêm yết của Elantra số sàn là 580 triệu đồng. Và trong tháng 11 này, Elantra 1.6 số sàn có giá bán ra là 540 triệu đồng quý cô chú anh chị. Và cái giá này chỉ áp dụng đến ngày 15 tháng 11 năm 2021 nha. Giá lăn bánh tiền mặt tại thị trường Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây trong trường hợp 50% lệ phí trước bạ được thông qua thì nó rơi vào khoảng là 580 triệu đồng quý cô chú anh chị. Nếu mà quý cô chú anh chị mua xe thông qua hình thức trả góp thì quý cô chú anh chị chuẩn bị cho Quy số tiền trả trước tầm khoảng là 124 triệu đồng đã bao gồm chi phí lăn bánh trong đó luôn nha. Ứng với thời gian vay tối đa là 8 năm, lãi suất thì Quy tạm tính là lãi suất ưu đãi năm đầu là 6.8% trên một năm. Thì tháng đầu tiên quý cô chú anh chị góp tầm khoảng là 7,4 triệu đồng trên một tháng nha. Và lãi suất cũng theo dư nợ giảm dần về sau chúng ta luôn. Elantra 1.6 số sàn ngoài phần khuyến mãi giảm tiền mặt ra thì trong tháng 11 này quý cô chú anh chị mua xe bên Quy còn trang bị cho quý cô chú và quý anh chị về cái gói phụ kiện trang bị lắp theo xe. Thì có thể là dán phim, lắp sàn hoặc là phủ gầm, camera hành trình. Thì nó có nhiều món phụ kiện để chúng ta lựa chọn nha. Phiên bản kế tiếp của Hyundai Elantra đó là Elantra 1.6 số tự động. Thì Elantra 1.6 số tự động nó có giá niêm yết là 655 triệu đồng. Và giá bán ra từ ngày 2 tháng 11 này đến ngày 15 tháng 11 là 620 triệu đồng nghe quý cô chú anh chị. Giá lăn bánh tiền mặt tại thị trường Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây nó rơi vào khoảng là 656 triệu đồng đã bao gồm bảo hiểm thân xe cho chúng ta luôn nhé. Nếu mà quý cô chú anh chị mua xe thông qua hình thức trả góp á, thì quý cô chú anh chị chuẩn bị cho Quy số tiền trả trước tầm khoảng 132 triệu đồng đã bao gồm chi phí lăn bánh cho chúng ta luôn. Và ứng với thời gian vay tối đa 8 năm, lãi suất Quy tạm tính lãi suất ưu đãi năm đầu 6.8% trên năm. Thì tháng đầu tiên quý cô chú và quý anh chị góp tầm khoảng là 8,4 triệu đồng trên một tháng và lãi suất cũng theo dư nợ giảm dần về sau cho chúng ta luôn nhé. Đặc biệt đối với Elantra 1.6 số tự động màu đỏ này, khi mà quý cô chú anh chị mua xe trong tháng 11 này thì bên Quy còn hỗ trợ cho chúng ta khuyến mãi một cái gói dịch vụ bảo dưỡng miễn phí 1 năm nha, 1 năm. Thì gói dịch vụ này khi mà quý cô chú anh chị lên bảo dưỡng á, thì mình sẽ được miễn phí nha. Ngoài ra khi mà quý cô chú anh chị đến mua xe tại showroom Hyundai Thủ Đô của Quy thì Quy còn sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị cái gói phụ kiện trang bị theo xe thì tầm khoảng 4-5 món gì đó. Và để biết chính xác những món phụ kiện đó là những món gì thì quý cô chú anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Quy hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại 0981 323 080 nha. Hai phiên bản còn lại của Hyundai Elantra đang phân phối tại thị trường Việt Nam đó là Elantra 2.0 số tự động và Elantra 1.6 Turbo Elantra Sport nha, bản cao cấp nhất. Thì Elantra 2.0 số tự động bản đặc biệt nó có giá niêm yết là 699 triệu đồng quý cô chú anh chị. Và giá bán ra từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021 này nó có giá là 664 triệu đồng nha. Giá lăn bánh tiền mặt tại thị trường Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây nó rơi vào khoảng là 702 triệu đồng đã bao gồm bảo hiểm thân xe trong đó cho chúng ta luôn nhé. Nếu mà quý cô chú và quý anh chị mua xe thông qua hình thức trả góp á,
thì quý cô chú và quý anh chị chuẩn bị cho Quy số tiền trả trước tầm khoảng 140 triệu đồng nhé. Và 140 triệu đồng đó đã bao gồm chi phí lăn bánh cho chúng ta luôn. Chúng ta chỉ nhận xe về và chạy thôi. Ứng với thời gian vay tối đa là 8 năm, lãi suất Quy tạm tính là lãi suất ưu đãi năm đầu 6.8% trên năm. Thì tháng đầu tiên quý cô chú và quý anh chị góp tầm khoảng 9 triệu đồng trên một tháng và lãi suất cũng theo dư nợ giảm dần về sau chúng ta luôn. Đặc biệt với phiên bản Elantra 2.0 số tự động màu đỏ thì quý cô chú và quý anh chị còn được trang bị hỗ trợ tặng thêm cho mình cái gói phụ kiện theo xe và đặc biệt sẽ được tặng luôn cái gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm nghe quý cô chú anh chị. Phiên bản cuối cùng đó là Elantra Sport bản 1.6 turbo cao cấp nhất của Elantra đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì Elantra Sport nó có giá niêm yết là 769 triệu đồng và giá bán ra từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021 này là 724 triệu đồng nghe quý cô chú anh chị. Giá lăn bánh tiền mặt tại thị trường Cần Thơ và các tỉnh khu vực miền Tây thì nó rơi vào khoảng là 776 triệu đồng nhé. Thì giá lăn bánh này Quy tạm tính là trong trường hợp giảm 50% lệ phí trước bạ được thông qua. Nếu mà quý cô chú và quý anh chị á, mua xe thông qua hình thức trả góp thì quý cô chú và quý anh chị chuẩn bị cho Quy số tiền trả trước tầm khoảng 163 triệu đồng đã bao gồm chi phí lăn bánh của chúng ta luôn và chúng ta chỉ nhận xe về và chúng ta sử dụng thôi. Ứng với thời gian vay tối đa là 8 năm, lãi suất Quy tạm tính lãi suất ưu đãi năm đầu 6.8% trên một năm. Thì tháng đầu tiên quý cô chú anh chị góp tầm khoảng 9,9 triệu đồng trên một tháng và lãi suất theo dư nợ giảm dần về sau cho chúng ta nghe. Đặc biệt đối với Elantra Sport thì quý cô chú anh chị khi mua xe tại đại lý showroom Hyundai của Quy, Quy sẽ hỗ trợ trang bị cho quý cô chú anh chị 4-5 món phụ kiện lắp theo xe nữa. Thì những món phụ kiện đó bao gồm những món gì? Có thể là dán phim, có thể là lót sàn hoặc có thể là camera hành trình. Thì quý cô chú anh chị muốn biết chi tiết từng món đó là những món gì thì cứ liên hệ trực tiếp với Quy qua số điện thoại 0981 323 080 nhé. Đối với trường hợp nếu quý cô chú và quý anh chị mua xe thông qua hình thức trả góp á, thì có nhiều quý cô chú và quý anh chị đặt câu hỏi với Quy. Quy ơi, cái mua xe thông qua hình thức trả góp á, giấy tờ thủ tục chúng ta chuẩn bị có khó, có phức tạp hay không? Thứ hai là chúng ta duyệt vay có khó hay không? Thì bên Quy hiện tại đang có liên kết với đối tác ngân hàng là duyệt vay online qua app. Trước khi mà quý cô chú anh chị lên showroom á, thì quý cô chú anh chị chuẩn bị cho Quy những giấy tờ sau. Thứ nhất là giấy chứng minh nhân dân. Thứ hai là sổ hộ khẩu. Thứ ba là giấy đăng ký kết hôn nếu mà quý cô chú anh chị đã lập gia đình. Còn nếu chưa thì chuẩn bị cho Quy giấy xác nhận độc thân tại nơi Quy quan dân xã phường mình đăng ký sổ khẩu thường trú nha. Và tất cả những giấy tờ đó đem theo bản gốc cho Quy. Thì Quy sẽ nhờ các anh chị tín dụng hỗ trợ làm hồ sơ chúng ta duyệt vay online. Có thể trong vòng 5 đến 10 phút chúng ta có thể biết được kết quả là chúng ta có đủ điều kiện vay đối với chiếc xe mà chúng ta mong muốn mua hay không nha. Về thời gian bảo hành thì Hyundai Elantra cũng như các phiên bản khác là i10, Accent, Kona, Tucson và Santa Fe sẽ được nâng mức bảo hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 với thời gian là 5 năm hoặc 100.000 cây tùy điều kiện nào đến trước nha. Thì thời gian bảo hành được nâng lên thì quý cô chú anh chị sẽ yên tâm sử dụng dòng sản phẩm Hyundai của Quy. Đồng thời Hyundai sẽ khẳng định chất lượng đối với quý cô chú anh chị luôn nhé. Vừa rồi thì Quy cũng đã gửi đến quý cô chú và quý anh chị về giá bán nè, khuyến mãi mới nhất. Và đặc biệt khuyến mãi của Elantra chỉ được áp dụng đến ngày 15 tháng 11 này thôi nghe quý cô chú anh chị. Thì qua ngày 15 có chương trình khuyến mãi mới của Hyundai Elantra thì Quy sẽ cập nhật gửi đến quý cô chú anh chị sau nha. Thì cái khuyến mãi Quy dự báo thì chỉ áp dụng đến ngày 15 thôi. Có thể là nửa tháng đó. Nếu mà quý cô chú anh chị cần hỗ trợ tư vấn gì thêm hoặc cần Quy giới thiệu xe, cập nhật giá bán khuyến mãi của mẫu xe nào thì quý cô chú anh chị cứ để lại thông tin phía dưới phần bình luận phía dưới nha. Hoặc kết bạn Zalo với Quy qua số điện thoại 0981 323 080. Quy sẽ hỗ trợ báo giá tư vấn cho quý cô chú anh chị luôn nha. Nếu mà quý cô chú anh chị thấy video clip ngày hôm nay có thông tin hữu ích và hay thì cho Quy một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để Quy có động lực ra những video tiếp theo phục vụ cho quý cô chú anh chị nha. Rồi xin hẹn quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha.